Hi, xin chào mọi người. Lại là Hằng đây. Thì khá là lâu rồi mình không có quay video một mình để upload lên channel của mình. Thì trong hôm nay mình sẽ giải đáp một câu hỏi mà khá là nhiều bạn thắc mắc và đắn đo khi mà biết đến công việc kinh doanh trực tuyến digital business này. Đó là tại sao tôi lại phải đóng 149 đô vào để tìm hiểu về công việc kinh doanh này? Vì sao các bạn không cung cấp luôn tài liệu cho tôi đi để tôi xem và tôi sẽ có đưa ra quyết định luôn mà tôi lại phải đóng tiền vào đây? Và nếu như mà tôi đóng 149 đô này rồi mà tôi cảm thấy không thích cái công việc này, không thích cách làm kinh doanh này thì tôi có được trả lại cái số tiền này hay không, hay là tôi mất mất luôn? Đó thì hôm nay mình sẽ giải đáp câu hỏi này luôn nhá. Thứ nhất là sau khi mà bạn xem xong webinar 90 phút đó thì bạn sẽ có cái nhìn tổng quan rằng trong công việc kinh doanh, trong mô hình này, digital business này, nó sẽ cung cấp cho bạn tất cả ba yếu tố rất là cần thiết để start up một công việc kinh doanh online thành công. Đó là yếu tố về sản phẩm, yếu tố về sale và yếu tố về marketing online. Thì trong công việc kinh doanh này nó đã cover hết rồi, và với việc bạn start up với mô hình này thì bạn sẽ được cung cấp một hệ thống kinh doanh và phễu bán hàng tự vận hành trên nền tảng online, mà và các chương trình training để giúp bạn có thể thành thạo về social media, internet marketing, mà với việc bạn phải tự đi học các khóa học ở bên ngoài, tự mày mò, tự tự tìm kiếm những cái dòng sản phẩm để kinh doanh và tự set up mọi thứ, thì nó có thể tiêu tốn của bạn đến tận là 21.000 đô la cho cái chi phí để start up một công việc kinh doanh trực cung một công việc kinh doanh trên nền tảng số ở bên ngoài, đúng không ạ? Còn với mô hình này thì bạn sẽ tiết kiệm được hơn rất là nhiều mọi thứ, bởi vì trong công việc này nó đã cung trong business này nó đã cung cấp cho bạn hết rồi, và cách cách thức để làm việc, cách thức để hoạt động như thế nào thì nó cũng sẽ hướng dẫn cho bạn hết. Và những cái dòng sản phẩm được lựa chọn ở trong này cũng đã được tuyển chọn rất là kỹ càng và mang đến những cái giá trị sinh lời rất là cao cho người làm kinh doanh rồi. Thì mình có nói ở trong cái video là digital business này là gì, nó vận hành thế nào và ai là người phù hợp để start up nó. Thì nếu bạn quan tâm thì bạn vui lòng xem lại cái video đó. Thì trở lại với cái việc vì sao cần phải đóng 149 đô này, thì nó chỉ là một cái khoản phí thủ tục ban đầu, cũng giống giống như là bạn đi vào trong rạp chiếu phim để bạn xem một bộ phim thì bạn cũng phải phải trả phí thôi, phải trả 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 vé xem phim thôi, thì cũng tương tự như như ở trong này cũng như vậy. Khi mà bạn đóng số tiền này thì bạn sẽ nhận được một hóa đơn trên gửi qua email là bạn đã thanh toán thành công 149 đô, và bạn sẽ được gửi được một nhận được một email là chào mừng bạn đã đến với công việc kinh doanh trực tuyến này, và chúng tôi rất vui vì có bạn ở đây, và một đường link kèm với một cái password. Thì bạn sẽ cung cấp cho bạn những cái video giải thích rất là rõ ràng, rất là kỹ, rất là tỉ mỉ về cái mô hình kinh doanh này nó là gì. Video đấy thì đầu tiên là sẽ là video chào mừng của những người những cộng đồng, những digital business ở trong này, họ đến từ khắp mọi nơi, người phương Tây cũng có, người châu Âu cũng có, người châu Á cũng có, người da màu, da đen cũng có hết. Tức nghĩa là cái model này nó phủ sóng rộng rãi trên toàn thế giới, ở bất cứ một quốc gia, bất cứ một châu lục, một đất nước nào thì đều có thể start up với mô hình kinh doanh này cả. Thứ hai là video tiếp theo thì nó sẽ giải thích là vì sao bạn nên lựa chọn cái bạn đang ở đúng nơi nếu như bạn đang muốn start up một công việc kinh doanh trên nền tảng số, mà bạn không phải lo đến việc là bạn sẽ bị làm sai hoặc là bạn sẽ thất bại. Bởi vì trong công việc kinh doanh này, trong model này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết rồi. Nếu như bạn là người không có nhiều thời gian, không xa cả, bạn chỉ cần dành 1 đến 2 giờ một ngày học và làm theo training để set up và vận hành doanh nghiệp của bạn mà thôi. Nếu như bạn là người không giỏi về ăn nói, không giỏi về thuyết phục người khác mua bán sản phẩm, mua sắm này kia, không giỏi về việc sale, không sao cả, ở trong công việc kinh doanh này, ở trong hệ thống chăm sóc và chuyển đổi khách hàng này, chúng tôi sẽ giúp bạn làm những điều đó, mà bạn không cần phải bị áp KPI, phải bị áp doanh số, hoặc là phải áp lực về sale hàng tháng, hàng quý. Đấy. Những video tiếp theo đó là video rất là quan trọng, là việc là vì chúng tôi ở trong mô hình này, chúng tôi cung cấp những sản phẩm dịch vụ gì và vì sao chúng tôi lại lựa chọn những đối tác này, những sản phẩm này nó mang lại giá trị lớn như thế nào đến người tiêu dùng, người sử dụng, và nó mang lại những cái khoản thu nhập, khoản hoa hồng có rất là lời, rất là có lợi, rất là lợi nhuận như thế nào để dành đến cho những người làm kinh doanh.
Và những video tiếp theo, những video tiếp theo thì cũng rất rất là quan trọng, đó là những cái chiến lược mà chúng tôi lựa chọn để bạn chúng tôi để bạn chúng tôi lựa chọn để bạn có thể bắt đầu start up, làm sao cho bạn có lợi nhất cho bạn và chắc chắn nhất cho bạn đấy, kiểu như vậy. Thì khi mà bạn xem video thì bạn sẽ nắm rõ hơn, mình chỉ nói qua một chút thôi. Và những video tiếp theo nó sẽ giải thích là trong công việc này, khi mà bạn bắt đầu thì bạn gần như là một trang giấy trắng, là một người có thể là bạn đã từng kinh doanh truyền thống hoặc kinh doanh online bên ngoài rồi, nhưng mà vào trong công việc kinh doanh này thì bạn sẽ có thể là bạn sẽ phải học hỏi lại từ đầu, bạn sẽ gần như là bạn phải đi học từ ABC đó. Thì bạn yên tâm là chúng tôi cung cấp cho bạn một chương trình training từ A đến Z, từ những bước đầu tiên cho đến khi mà bạn trở thành thành thạo, trở thành master rồi, và thậm chí sau này bạn hoàn toàn có thể trở thành một người huấn luyện trong công việc này, trong cộng đồng này. Thì bạn chỉ cần học và làm theo từng tab một, từ ABC, từ tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 đấy, trong cái chương trình training rất là bài bản và rất là quy mô, quy củ của chúng tôi rồi. Chúng tôi có tất cả những cái công cụ ở đây. Đấy, bạn chỉ cần dành thời gian vừa học và làm theo. Và chúng tôi, trong quá trình làm việc của bạn thì chúng tôi có một coach, ít nhất là một coach và một mentor hướng dẫn bạn. Bất cứ khi nào mà bạn làm công việc của mình, bạn có khúc mắc khó khăn thì bạn hoàn toàn có thể gửi câu hỏi cho mentor hoặc là cho coach của mình, hoặc thậm chí là bạn hoàn toàn có thể gọi điện cho coach, cho mentor của mình để họ có thể giúp bạn thông qua những cái công cụ như là Zoom, như là Messenger hoặc là như là Zalo ở Việt Nam, để họ hỗ trợ bạn trực tiếp trên máy tính của bạn, trên website và trên trong chương trình học của bạn, thì để bạn có thể làm những bước này, những bước kia từ A đến Z nếu như mà bạn khúc mắc hoặc là khó khăn ở những cái bước nào. Thì đấy là những cái chuỗi video mà nó cung cấp về tài liệu cho bạn, để bạn có thể xem lại bất cứ lúc nào khi mà bạn không hiểu ấy, bạn mở ra bạn xem lại. Thì đó. Và tiếp theo là sau khi mà pay $149 này thì điều quan trọng tiếp theo đó là bạn sẽ được join vào một cộng đồng, hiện tại là có 140 thành viên đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, đến từ gần 200 quốc gia trên thế giới đã join vào cộng đồng này và đã start với business này rồi. Bạn có thể theo dõi dòng thời gian từ khi mà cộng đồng bắt đầu thành lập cho đến nay, nó trải qua tầm hiện nay là hơn 6 năm rồi, và bạn có thể làm quen với những người thuộc cộng đồng của bạn. Ví dụ như bạn là người Việt Nam thì có những business owner đang làm việc tại Việt Nam, thì bạn có thể theo dõi những cái bài đăng của họ từ khi mà họ bắt đầu business, họ trải qua những khó khăn như thế nào cho đến khi mà họ đạt được những cái kết quả như thế này như thế kia, thì họ sẽ chia sẻ ở trong cộng đồng. Thì bạn hoàn toàn có thể vào để check in những cái bài đăng của họ, và họ còn có chia sẻ cả những cái kết quả, những cái mức thu nhập mà họ đã đạt được ở trong quá trình làm công việc kinh doanh này nữa. Thì nó gần như là tăng tiến theo thời gian, và bạn nếu như mà bạn muốn thì bạn hoàn toàn có thể chat trực tiếp hoặc nói chuyện trực tiếp với những người trực thuộc trong cộng đồng của mình nữa. Và ở trong này thì tất cả mọi người sẽ đều phải sử dụng những tài khoản chính chủ của chính bản thân mình, chứ không sử dụng tài khoản ảo, nick ảo hay các thứ gì cả, đại loại là như vậy. Và điều thứ ba tiếp theo là sau khi mà bạn đã có một cái nhìn tổng quan, bạn đã hiểu về mô hình kinh doanh này rồi, bạn đã hiểu về cách thức làm kinh doanh như thế nào, những sản phẩm được kinh doanh như ra làm sao, cách phân phối những sản phẩm này ra thị trường, cách tạo ra hoa hồng, tạo ra lợi nhuận, và những thì sau đó bạn sẽ được book một buổi coaching call với coach là người huấn luyện viên trực tiếp của bạn. Nhưng huấn luyện viên ở đây được yêu cầu là người đã làm trong business này khoảng tối thiểu là khoảng 1 năm và có những cái kết quả nhất định rồi, và họ đã đạt được thu nhập khoảng 5 chữ số đô la trở lên trong vòng 1 tháng rồi, thì họ mới có thể trở thành coach là người huấn luyện trong cộng đồng. Thì trong buổi huấn luyện này bạn sẽ được giải đáp tất cả những câu hỏi, những khúc mắc, cũng như là người huấn luyện họ sẽ tổng quan lại về mô hình và đưa ra giải thích lại về chiến lược và đưa ra cho bạn những cái giải pháp để bạn, những cái chiến lược để bạn có thể start up một cách hiệu quả nhất. Và tất cả những cái câu hỏi gì mà bạn thắc mắc, bạn lo lắng hoặc là bạn cần được giải đáp thì bạn hoàn toàn có thể đưa đến cho coach, và coach sẽ là người huấn luyện sẽ là người hỗ trợ giải đáp tất cả những cái thắc mắc này
cho bạn trong buổi huấn luyện cũng như là sau cả buổi huấn luyện nữa. Và đồng thời sau buổi huấn luyện thì người huấn luyện viên cũng sẽ gửi cho bạn các thêm các thông tin, tài liệu bằng văn bản đến email của bạn để bạn có thể tham khảo và xem thêm. Và đó là những cái quyền lợi mà bạn sẽ được hưởng sau khi mà bạn pay 149 đô này vào để tìm hiểu về công việc kinh doanh trên nền tảng số này. Thì một số bạn cũng có hỏi mình là liệu có phải là ai khi pay vào 149 đô này thì cũng phải start up hết không, cũng làm công việc kinh doanh này hết hay không. Còn nếu như giả sử như tôi không thích, không cảm thấy không phù hợp và không làm được cái công việc này thì tôi có lấy lại được một số tiền này hay không, hay là tôi mất luôn số tiền này. Thì mình cũng giải thích luôn là hiện tại trong cộng đồng đến thời điểm này thì đã có khoảng 140.000 thành viên rồi, nhưng mà không phải tất cả 140.000 thành viên này đều trở thành những người làm kinh doanh trong đều start up với mô hình kinh doanh này đâu. Mà theo như mình thông tin của mình được biết thì chỉ có khoảng chưa đến 60.000 người là đã quyết định trở thành business owner, tức nghĩa là quyết định lựa chọn và start up với mô hình kinh doanh này thôi. 60 còn lại số còn lại thì như thế này, thì có một phần họ cảm thấy không thích, không phù hợp hoặc là không làm được thì họ yêu cầu refund ra và họ được hoàn trả số tiền này chỉ trong vòng 2 cho đến 7 ngày làm việc thôi, thì số tiền sẽ hoàn trả đầy đủ 149 đô về tài khoản ngân hàng, tài khoản Visa của họ. Còn lại có một số còn lại thì họ cứ ở trong cộng đồng thôi, có cứ xem xét người này xem xét người kia nhưng mà họ cũng không làm gì cả, họ không hành động, họ không quyết định trở thành business owner và họ cũng không có quyết định refund, thì họ vẫn cứ xem xét theo dõi thêm như vậy thôi để có thể sau này họ mới đưa ra quyết định. Thì mình thấy cái điều này nó phản ánh khá là rõ những cái nhóm người ở trong xã hội. Nhóm đầu tiên là những người quyết định trở thành digital business, tầm khoảng dưới 60.000 người, gần 60.000 người trong cộng đồng. Thì thường họ sẽ đưa ra quyết định, có những người rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 3-4 ngày hoặc là trong vòng 1 tuần thôi họ đã đưa ra quyết định rồi. Và có những người thì mất thời gian hơn một chút, khoảng 2 cho đến 3 tháng thì họ mới đưa ra quyết định rằng họ có trở thành business owner, họ có quyết định start up với mô hình kinh doanh này hay không. Thì mình đánh giá rằng cũng có một vài người mất thời gian hơn một chút, khoảng 6 tháng cho đến thậm chí là 1 năm, nhưng mà số này ít thôi, đa số nó chỉ rơi từ 3 tháng trở lại. Thì mình đánh giá rằng đây là những người khá là chủ động trong tất cả các vấn đề, trong không chỉ là kinh doanh mà cả các vấn đề khác trong cuộc sống thôi. Khi mà họ đã biết đến cơ hội này, họ dành thời gian nghiêm túc để tìm hiểu, họ đánh giá đúng nó rằng đây là một mô hình kinh doanh nghiêm túc, có hợp pháp, có hiệu quả và cái tiềm năng của nó như thế nào, nó có giúp họ để đạt được các mục, những cái mà họ đang mơ ước không, các mục tiêu tự chủ về thời gian và tự chủ về tài chính ở trong tương lai hay không, thì họ sẽ rất là cố gắng, rất là mong muốn để nhanh chóng để trở thành người kinh doanh, để tham gia vào cộng đồng. Và họ và trong chỉ trong vòng khoảng chậm nhất là khoảng 2 đến 3 tháng là họ sẽ sẵn sàng để họ bắt đầu cái business này rồi. Đấy, và khi mà họ start up business này thì họ rất là hứng khởi, rất là vui vẻ và rất là có nhiều hoài bão, nhiều hy vọng khi mà họ quyết định hành động. Còn cái số người nhóm tiếp theo là những người refund 149 đô này thì vì rất là nhiều lý do, hoặc đa số là vì những lo lắng, những sợ hãi và những cái vấn đề cá nhân, vấn đề riêng tư, vấn đề về tâm lý mà họ, hoặc là họ không thích cái mô hình này, họ không tự tin vào bản thân, không giỏi về công nghệ, hoặc là họ chỉ an phận với cái việc là đi làm công ăn lương, lĩnh lương hàng tháng thôi, thì họ cũng sẽ refund ra khỏi cái mô hình kinh doanh này và được hoàn trả lại 149 đô đấy. Và nhóm còn lại là cái nhóm người mà chẳng hành động, cũng chẳng refund, thì là nhóm này thì mình cũng không biết là các bạn xem xét, cân nhắc, đắn đo nhiều như thế nào mà mất tầm 6 tháng, 1 năm đến 2 năm mà các bạn vẫn để đấy mà các bạn cũng không có một cái hành động gì cả. Thì đây là nhóm người mình nghĩ là khá là gọi là sao nhở, hay là chần chừ và rất là hay trì hoãn ở trong cuộc sống.
mãi mà không đưa ra, mình không biết là ngó ngó ngược ngó xuôi, nhìn tất cả cộng đồng các anh chị đã làm rồi, đã có kết quả rồi, đã thay đổi cuộc sống ra sao nhưng mà vẫn không hành động, thì chắc là họ sẽ luôn luôn lấy lý do để trì hoãn và để cứ để đấy thôi, cứ xem xét như vậy thôi, cũng không có một cái động thái hoặc là động lực gì để quyết định hành động cả. Đó thì đấy là cái những cái nhóm người khi mà refund, khi mà pay 149 đô này thì liệu có phải ai cũng làm công việc kinh doanh này hay không. Và có một ý nữa là các bạn có lo lắng rằng liệu khi mà mình không start up business này thì mình có được hoàn trả 149 đô này không, thì mình xin khẳng định 100% là có. Chắc chắn là nếu như bạn không thích mô hình này, bạn không thể start up với nó, đó, bạn đã quyết định chắc chắn điều đấy rồi, thì bạn hoàn toàn được yêu cầu và được trả hoàn trả đầy đủ 149 đô vào tài khoản Visa ngân hàng của bạn chỉ trong vòng 2 cho đến 7 ngày làm việc mà thôi. Điều này thì mình dám khẳng định, và chắc chắn là sẽ không có chuyện là bạn mất số tiền này đâu, bởi vì cộng đồng đã quy định rất rõ ràng rồi, trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn pay 149 đô này, bạn có tất cả thời gian bạn xem xét, bạn cân nhắc, bạn tìm hiểu mọi thứ và bạn tự đưa ra quyết định, tự đưa ra đánh giá cho chính bản thân mình, và bạn cảm thấy không phù hợp thì bạn trong vòng 30 ngày này bạn hoàn toàn được yêu cầu refund 149 đô và hệ thống sẽ trả về tài khoản Visa ngân hàng cho bạn chỉ trong vòng khoảng 2 đến 7 ngày làm việc mà thôi. Thì đấy là những cái vấn lý do là vì sao bạn nên pay 149 đô này. Và mình cũng nghĩ rằng when you pay money, you pay your attention, tức nghĩa là khi mà bạn nghiêm túc, bạn thực sự mong muốn tìm kiếm một cơ hội và bạn thấy cơ hội đấy và bạn thực sự mong muốn hiểu rõ về nó hơn, bạn pay 149 đô vào đây thì bạn sẽ dành một cái sự quan tâm nhất định cho nó hơn là cái việc là mình thì mình không thể nào mà giải thích tất cả mọi thứ cho bạn được, bởi vì hệ thống và đội ngũ IT họ đã soạn ra, họ đã tạo ra cái chương trình, những cái chuỗi video tài liệu giải thích rất là rõ ràng cặn kẽ rồi, mà bất cứ khi nào bạn không nhớ, bạn hoàn toàn có thể mở ra bạn xem lại, và bạn có câu hỏi gì thì bạn cứ đặt cho mình hoặc là đặt cho coach của bạn đó, thì bạn sẽ không bị quên và cứ bạn sẽ không bị miss thông tin. Còn một mình thì mình không thể nào mà giải thích mọi thứ cho bạn chỉ trong 1 đến 2 tiếng, hoặc là cứ tí tí lại nhắn tin cho bạn, một tí 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 lại nhắn tin và trả giải đáp những cái câu hỏi như vậy, thì nó sẽ không có sự chuyên nghiệp và nó sẽ khá là vụn vặt. Đấy là những quyền lợi mà khi bạn pay 149 đô vào để bạn tìm hiểu. Còn nếu như sau này khi bạn trở thành business owner thì 149 đô này nó sẽ có những cái hữu dụng khác nữa, thì những cái đấy mình sẽ giải thích sau. Trong video này mình chỉ giải thích đến đây thôi, thì hy vọng là các bạn sẽ có những cái đánh giá nhất định và có những cái sự tin tưởng nhất định đối với mình cũng như là đối với những người mà giúp bạn tìm đến mô hình kinh doanh này để bạn đưa ra những cái quyết định một cách hợp lý nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Bye!